khói gây thơ. Tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài. Gạt súng biên thùy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp chắn tròn. Tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kiến tâm thư tôi gói đời trai vào mộng đắn trình. Giữa bụi chăn dầm rời xa gắt ấm không hề gặp nhau. Thua học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa chắn len vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vẫn vương bàn hoàn hơi sương, nửa vần chăn vòng gạt đêm trường. Chăn còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thấm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đem nửa vần chăn về làm chăn đầy. Lối xưa đón mời ước vọng đến lời bàn tay trong tay. Đêm chăn hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Năn năm lên rồi tàn đêm gạt súng tôi kể chuyện xưa. Phút vẫn vương bàn hoàn hơi sương, nửa vần chăn vòng gạt đêm trường. Chăn còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thấm thiết và mơ ước thêm nhiều. Chăn về làm chăn đầy. Lối xưa đón mời ước vọng đến lời bàn tay trong tay. Đêm chăn hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Năn năm lên rồi tàn đêm gạt súng tôi kể chuyện xưa. Năn năm
lên rồi tàn đêm gạt xuống. Tôi kể chuyện xưa.
vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường. Dằm ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dấn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương sẽ nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Xong chiều
tình của người thôn nữ vừa trao người viễn xứ trên sông xưa mênh mông đôi bóng đẹp đôi.
vẫn hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hà, chợt lên ý làm nên viết văn chương góc tiếng hậu phương. Ngoài kia sông nó đất lửa đêm đêm tầm đang thê tiếng em. Ngoài kia sông nó đất lửa đêm đêm tầm đang thê tiếng em. 13 tháng 4 năm 1972, Cộng quân tấn công và chiếm phía Bắc An Đông. Với 7.000 quả đạn pháo kích yểm trợ, Cộng quân tấn công đợt 2 vào ngày 15 tháng 4 năm 1972, nhưng vẫn thất bại. Ngày 11 tháng 5 năm 1972, Cộng quân lại cố gắng tấn công đợt 3, nhưng đã bị phản công đẩy lùi, và An Lộc được giải tỏa vào ngày 11 tháng 7 năm 1972. Sau 95 ngày bị vây hãm và bị pháo kích như mưa, tướng Lê Văn Hưng của sư đoàn 5 cùng với tướng Trần Văn Diệu, tỉnh trưởng tỉnh Bình Long, đã điều động quân để tử thủ. Đây là trận đánh kinh hoàng và chiến đạt nhất với những trận pháo kích như mưa, cận chiến, tiếp tế tập dượt. Nếu so sánh với trận Điện Biên Phủ thì trận đánh ở An Lộc ác liệt hơn nhiều, và đây là một điểm son danh dự dành cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho các cấp chỉ huy trong quân đội trẻ trung này. Sau cuộc chiến thì xã An Lộc chỉ còn là một khoảng đất trống, gạch đá đổ nát và văng vẳng trong gió hai câu thơ của một cô gái khóc thương người yêu đã hy sinh trên trời nước. An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt kích dù vì quốc dân thương. Miền Tây trên tuyến xung phong thì đua đối thủ, đường còn bao gai trông, sư đoàn 18 thì gan kiên cường. Ta đã thắng, nhân dân ta giết công trường chiến, anh em ta hớn hở, pháo binh ta thật tuyệt vời.
đất miền Nam, xa cát xa cam vươn lên dưới cờ lòng miền Trung kiên gan, từ biệt phơi sáng năm công trường thủ. Ta đã thắng, chung đoàn ba danh lừng biên chân, quân dân ta không thể tha loại công nô xâm lăng. Việt Nam, quân dân ta không thể tha loại công nô xâm lăng.